khán giả đồng ý, chúng ta cùng quay trở lại tại sân bóng đá An Phú Arena để tiếp tục theo dõi diễn biến ở trong buổi chiều ngày hôm nay, trận đấu của các cầu thủ chủ nhà An Phú và đối thủ vòng đấu này đó là các cầu thủ FC UFM. Trần Lâm, người sẽ đeo bàn đội trưởng cho các cầu thủ chủ nhà An Phú, và ngày hôm nay người đeo bàn đội trưởng cho các cầu thủ FC UFM đó là cầu thủ Martial số 8 Trực Cante. Mở đầu mùa giải khá ấn tượng, nhưng sau đó hai lượt trận vòng đấu thứ hai, vòng đấu thứ ba thì đều đã giải trận. Như vậy, hiệp 1 của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Khắc Vũ đường chuyền hay, Thành Lợi đã có một pha bóng xuất sắc. Đó là một tình huống tấn công không tệ của các cầu thủ chủ nhà, nếu như không muốn nói là quá xuất sắc thì xuất sắc hơn lại là thủ thành của các cầu thủ UFM. Một pha đá bài rất nét từ hay là cánh phải, và cho bóng lại rất nhanh của Công Danh. Cú đá từ xa giải quyết rất nhanh. Các cầu thủ của hai đội và đặc biệt là các trợ giúp tiền đạo, họ hiểu rằng là với điều kiện như này, những cú đá uy lực nó sẽ mang đến xác suất có bàn nhiều. Thì các thủ môn Quang Dũng lấy bóng của đội trưởng Trần Lâm hoàn toàn hợp lệ, và bây giờ là tấn công dành cho chủ nhà Công Danh. Cú sút xa, bóng vượt xa, đó cũng là một giải pháp hoàn toàn chấp nhận được của Công Danh. Bóng đã ở trong một trạng thái trống, nhưng vấn đề là vẫn hơi xa về phía khung thành của đối thủ Vương mà thôi. Khắc Vũ, Khắc Vũ đã có thể vượt qua được cầu thủ Martial số 3. Bóng bật ra, 1-0 dành cho các thủ chủ nhà. Tình huống rất nét, bóng đã bật ra sau lần này, và đó là tình huống ghi bàn dành cho số 7 của các thủ chủ nhà Đức Khởi. Bàn thắng đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Điểm nhấn trong pha bóng vừa rồi lại là một tình huống đưa bóng từ cánh phải của Khắc Vũ. Nobi, Quang Dũng, Lâm Milo vẫn còn. Tấn Minh cũng đã dâng cao, đường chuyền vào đánh đầu. Đó là tình huống bật cao đến đầu của Hiếu Thường, bóng đi chạch ra ngoài đáng tiếc. Pha xử lý rất khéo của đội trưởng Trần Lâm. Sau đó là một đường chuyền sẽ mang về đá phạt góc. Có lẽ chúng ta phải theo dõi lại tình huống vừa rồi. Một tình huống xử lý rất nghệ của đội trưởng bên phía chủ nhà. Đá bóng qua hai chân và tạo ra được sự nguy hiểm. Đánh đầu! Tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho chủ nhà. Tiếp tục là chiếc áo số 7 lên tiếng, Đức Khởi. Quá ấn tượng với những gì mà cao thủ An Phú đang thể hiện. Và điều này ở chiếu ngược lại, cao thủ của UFM vẫn đang cực kỳ khó khăn trong mùa giải này. Một pha bóng mà thậm chí Đức Khởi đã bị kèm cặp bởi hai cầu thủ của đối phương, nhưng anh vẫn là người bật cao nhất để có bàn thắng trong một trận thái đánh đầu. Có một điểm chung là những pha ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay vẫn còn. Pha lùi về lấy bóng rất tốt, Khắc Vũ qua người cũng rất khéo. Sau đó là một cú đá ngay của Khắc Vũ. Thử thách thủ thành của đối phương. Một
Thủ ông Makaku đã cố gắng để chắt chiu cơ hội của mình. Yun Chikai đã phạt ngay sau đó, bóng lăn và trọng tài yêu cầu cầu thủ UFM họ phải thực hiện lại. Độ Hiếu Thường lúc này đã lùi về nhiều hơn so với những thời điểm trước đó. Cơ hội chân trái, bóng thạch ra. Cú đá dành cho cầu thủ Macha số 81 của cầu thủ UFM. Thời điểm này đang là phút bù giờ và hiệp đấu đầu tiên. Xuân Vinh lỗi rồi. Có hai cầu thủ đang nằm sân, trong đó có cả cầu thủ của UFM và cả cầu thủ chủ nhà. Xuân Vinh là người đã bị đau ở tình huống vừa rồi. Hãy cùng chờ xem liệu các cầu thủ của UFM có thể tận dụng và tối ưu thành công ở pha bóng này. Đó là một cú đá thẳng, bóng kẽ chạm mép trên của xà ngang. Cú đá của đội trưởng Hữu Nghĩa. Một pha bóng có điểm rơi tốt mà suýt chút nữa làm nên chuyện. William, đây rồi, bóng chạy ra ngoài. Rất đáng tiếc. Sức chút nữa là bàn thắng dành cho số 22 Trần Long. Trần Long mặc dù băng xuống hơi thực tế một chút nhưng anh thực hiện ngay một tình huống trích mũi giày, nhưng bóng lại chạy ra ngoài trong bối cảnh mà anh đã có thể đối. Cú tạt bóng vào, nguy hiểm quá. Tấn Bình là người đánh đầu phá bóng ra. Trần Long tiếp tục là cú đá. Thành Lợi đã phải vất vả và có lẽ đó là một tình huống đấm bóng trái tay của Thành Lợi. Tiếp tục là cú đá dành cho số 22 Trần Long, người đang có nhiều dấu ấn nhất cho đến lúc này ở hiệp đấu thứ hai của các cầu thủ chủ nhà An Phú. Xuân Vinh. Quả đột phá của Xuân Vinh. Bây giờ thì chúng ta đã cất còi. Và vừa rồi có thẻ vàng lỗi phản ứng của đội trưởng Hữu Nghĩa. Và trước mắt chúng ta sẽ là penalty dành cho cầu thủ UFM. Xuân Vinh vừa là người mang về quả penalty và anh cũng đã bị đau. Cần phải được chăm sóc kỹ hơn và bây giờ thì Hiếu Thương đang là người được trao cho tình huống đá pen này. Đó là cú đá thành công dành cho Hiếu Thường. Tỷ số tạm thời được rút ngắn còn 1-2 dành cho cầu thủ UFM. Sau rất nhiều những nỗ lực, thời gian còn nhiều, trên bàn tỷ số đã thay đổi và vẫn còn đến hơn 10 phút nữa cho thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này. Hiếu Thường, Hữu Nghĩa, Khắc Vũ, Lương Sĩ, một chút hớ hênh của các Khắc Vũ. Cơ hội, bóng vượt xa. Đó là một cơ hội ngon dành cho Hiếu Thương. Đó là pha bóng của Khắc Vũ. Có lẽ anh đã không nghe được tín hiệu ở phía sau và các đội cũng trong tình huống vừa rồi cũng không có được tín hiệu cho các vụ, nhưng may cho anh đó không phải là một cú đá phạt tốt của Khắc Vũ, nhưng có cơ hội, một cú đá ngay của Đức Khôi. Vẫn là chân sút số 7,
một trận đấu mà Đức Khôi lại tỏa sáng giúp cho cao thủ chủ nhà. Ít nhất lúc này vẫn đang có lợi thế và bóng tốt. Văn Nghĩa, cơ hội của Văn Nghĩa, chuyền vào đây rồi, không có cầu thủ áo xanh nào băng vào. Cả cầu thủ phòng ngự và thủ môn của cao thủ chủ nhà An Phú đều đã bị lỡ nhịp. Và dọc bên cánh phải, đường chuyền là khá sâu. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để khép lại trận đấu của cao thủ FC UFM và cao thủ chủ nhà An Phú ở vòng đấu thứ 4. Và chiến thắng 2-1 giúp cho cao thủ An Phú có được thêm 3 điểm. Sau 4 lượt trận thì họ có được điểm số ở thời điểm này là 6 điểm. Và chắc chắn sẽ vượt lên ở xếp trên cao thủ Shindo. Họ tăng một bậc sau bằng vòng đấu này. Và chúng ta cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi trở lại với trận đấu còn lại trong vòng đấu thứ tư giữa cao thủ Phú Yên Sài Gòn và Đi An.